Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế phát triển mạnh cùng với xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các doanh nghiệp khởi nghiệp đã cho thấy sự thích ứng và bắt kịp xu thế hội nhập và phát triển. Lãnh đạo vụ chính sách thương mại đa biên Bộ Công Thương cho biết, năm 2017, thực hiện triển khai Hiệp định APEC về phát triển sáng tạo với chủ đề tạo động lực mới thúc đẩy tương lai chung, Việt Nam đã đề xuất 2 trong 4 ưu tiên là tăng cường phát triển bền vững sáng tạo và bao trùm và tăng cường khả năng cạnh tranh sáng tạo của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhằm hiện thực hóa nội dung mà Việt Nam đã đề xuất, Bộ Công Thương đã phối hợp với Ban Thư ký thành viên APEC tổ chức Hội thảo APEC về thúc đẩy sự sáng tạo của doanh nghiệp khởi nghiệp. Đây là sự kiện giúp các cơ quan quản lý nhà nước khu vực APEC và Việt Nam đạt được những đồng thuận mang tính sáng tạo, đổi mới trong kinh doanh, đặc biệt là đưa ra các khuyến nghị với cộng đồng kinh tế APEC để hỗ trợ môi trường kinh doanh sáng tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nói chung và doanh nghiệp khởi nghiệp nói riêng.